đây là ủa tóc không à, đây là cái này tóc dần cho quen. Ủa lát à, à lát. Hello mọi người ơi, em là chim nè mọi người nhé, thả chim nha em nha. Thả chim đây, thả tim. Trời ơi cái tóc lướt ghê luôn như đây. Mày nghĩ chi mấy cái trò mà khốn nạn đời mà em gái thiệt đó mọi người, không có lửa làm sao có khói. Ủa thì nó trôn mày thì mày tự mày trôn nó, nhắm mắt thì mày kêu tao anh thôi chứ em dính nhá. Cái đèn này chi vậy? Dư cái đèn này chi vậy? Có đi vô đó lát có hay á, thú vị lắm. Để lát em mày nhá, tao thấy bắt đầu thú vật rồi đó. Tao lai chim cho mày sập kênh luôn. Mọi người, thì nếu như mọi người coi được cái clip này, tức là mọi người đã coi được clip chính bên kia rồi đúng không? Thì mọi người cũng biết là Dương. Bạn nghĩ là cái trò biến thái, mái tóc á. Bạn nghĩ là cái trò biến thái đó mọi người. Bạn kêu tôi giả làm gái đó. Hãy đứng sang này nè, là bộ thay đồ cho anh cờ hói vậy, nó nhìn cho nó thèm. Mà tôi đang sợ với nhan sắc này mà lỡ nó tưởng tôi gái thiệt, nó nhảy vô nó hiếp dâm hoặc nữa. Nó thay đồ ra. Nào mày vô đây coi. Không thể nào chó rồi. Rồi giờ sao có cuộc bạn nhờ cho cái gì nói luôn để tao biết đường tao lòng. Chứ tao thấy cái bộ đồ này hơi ngứa. Là tao mặc đồ của mày luôn á hả? Nói gì? Lát anh nhỉnh ra ngoài này mà. Ừ. Thì lát anh với anh Nhân cho mày. Ừ. Mày lo Nhân cho luôn. Đù. Nhân của bạn nhỉnh mà. Chuyện xong rồi mà. Không. Kiểu như là trong này la hét gì đó là hét à. Đi Dương. Gì? Dương à, anh nói em nghe. Thôi bỏ được không? Chứ cái gì nghe nhạy cảm quá thì mày la hét ba tao mày. Em đừng có la hét đâu. À. Không, em phải la chứ ta. Em phải la đúng không? Mày la dễ biến hình lắm. Thì vậy thì mới tin chứ anh la rồi sao mà tin. Nhưng mà ý là cho sao? Má thề luôn, cái mày bị kiếm bộ tóc nó ngứa. Lát có bất ngờ đi biết nha. Má mày kiếm bộ tóc ngứa kìa. Làm cái gì bây giờ bất ngờ cái gì nè. Vậy chừng nào nó qua mày hẹn nó như nào vậy? Cái gì vậy bà nội? Ê có cái tờ gì vậy? Ủa anh làm gì vậy? Anh cũng có vừa đâu. Nè không có hành động bậy chỉ có suy nghĩ bậy. Thì tôi đang nặng bong bóng thôi chứ nghĩ gì vậy? Anh cũng có vừa đâu mày đặt nói em. Không bây giờ là bàn đi gốc phụ là mày kêu tao qua đây làm gì cho anh Vĩnh đúng không? Ừ. Thì bây giờ cho anh gì mày nói luôn nên tao biết được thôi. Là Vĩnh thích mấy cái mà tình yêu tình ơi vậy đúng không? Vậy đó thì anh động não suy nghĩ đi. Động bà nội tao giờ có động lực ấy. Mày nói có nghe vấn đề gì đâu. Lát hồn có nghe tao lại mày thôi. Dương ơi mày nghĩ gì bớt biến thái với tao nghe mà ba người vô đây rồi bắt đầu lên la là nó ghê rồi đó. Nói chung là này là em bị ép mọi người, em không biết gì hết nha, em không hề biết. Em bị ép hoàn toàn. Mọi người thấy em đeo bộ tóc này là biết biến thái cỡ nào đó. Dùng gì bây giờ nè, vô vấn đề nè, một lát là tao ở đây đúng chưa? Rồi ông Nhân ở trong này luôn đúng chưa? Mục đích của tụi tao ngồi trong này để làm gì? Cho anh Vĩnh sao mày biết lên kế hoạch tao mới biết được tao lần chứ mày nghĩ ra mày kêu qua đội tóc giả ngồi đi chờ biết chờ gì ba. Con trai hay làm gì đó. Con thứ là có thể làm. Nhân ơi lát báo công an ở khu vực Hà Đô có vụ hiếp dâm nha, phần còn lại để tôi lo. Thứ gì nhất tôi có thể làm nữa. Mày điên hả? Tự nhiên mày kêu tao hiếp mày á, mày không á? Làm gì? Mày nó bạn. Chứ cái gì mày đừng có đánh lên đầu nữa, cái tóc này nó đụng ngứa rồi. Chứ bây giờ làm cái gì? Thó thì vậy đó. Đó bà nội tao mày nãy giờ tao không hề biết mày đang nghĩ cái gì trong đầu luôn. Mày cứ đó hoài. Sao có em nói nè. Ủa thì mày cho người ta mày nói tao mới biết đường tao lần chứ tao biết gì tao trốn. Dạ anh Nhân chứ anh với anh ấy đi. Ủa thì mày phải nói đã tao mới biết. Giờ nè, anh Thịnh Hình Dung, anh tạo tóc giả làm gái đúng không? Ờ. Rồi anh Nhân là anh trai. Vì trai gái trong phòng làm cái gì? Nghĩ mẹ đi. Nghĩ. Mày khùng hả?
Mày điên rồi. Đó, anh định mới tin thôi. Chứ mấy cái bình thường anh định clip mình chôn đó. À khoan, review rồi. Khoan, nó thì không... là anh bệnh, anh qua đây thôi. Nhưng mà em chưa rốt cụ thể mấy giờ anh qua. Khoan. Thì anh qua bất ngờ, thì đột nhiên là em không biết anh qua cái thì anh sẽ thấy ở ngoài này anh nhìn ra. Khoan, nó sai rồi, nó sai với nó cái sai. Mày nhắn tin cho tao rồi. Sao? Mày nhắn tin cho tao là mày nói là anh ơi, anh đứng dưới bóng, lấy cái bóng của anh để cho anh vĩnh tưởng là em. Còn bây giờ là mày chuyển qua là giống như kiểu ông Nhân ông tao vậy đó. Bậy rồi, bậy lắm luôn à. Để mày vui quá. Vô đi làm đi, vô vấn đề liền. Làm bà nội tao chứ. Lát anh Vĩnh qua rồi không biết làm gì bây giờ. Không, bây giờ là cuối cùng là kịch bản nào? Là tao giả bóng của mày, ok là tao. Được. Hay là cái đoạn hai đang một làm với mày hả? Không. Làm gì có em hả? Chứ anh đội đâu nó giả này chi? Tao vô ngành nấu kiếm mà ba. Anh đội nó giả thì anh hai em á. Những cái khó khăn, những cái dễ em nhường anh cái khó em làm. Không mới đổi là được không mấy cái kịch mình. Anh Vĩnh qua là bể hết bây giờ hết chết. Bể cái gì thì bây giờ tao ngồi đây thôi. Mày ra ngoài mày tiếp nó đi chứ. Lấy cái đầm mặt vô đừng nhớ lên, đợi cái tóc lên. Lấy cái đầm mặt vô. Thôi em có mấy cái đồng hai dân xuất hiện lắm đó. Lát em xẻ tà lên tới trên này. Là bình thường mày mặc. Là anh để cái chân thò ra ngoài. Ok bây giờ tạm bao lời cái đoạn là tao mặc đi mà review lại cái đoạn bình thường mày mặc bộ đó mày làm gì? Đi ra đường. Mẹ mày đầm dây xẻ tới đây đi ra đường. Mày không thấy lạnh hả? Ủa mắc cười quá à. Chắc có nhiều nhỏ nó xẻ đến đây thì sao? Không bây giờ cái mấy nhỏ khác tao đang quan tâm mày mà mày. Ai lạnh lắm á. Thì lạnh cái khúc chỗ này nhưng chỗ khác nó ấm. Đi đâu? Ủa thì bây giờ tao phải nước để cho tao ra ngoài nhà mày chỗ nào nữa? Đổi vô, mặc đổi vô. Nhanh lắm. Nhanh, nhanh. Cứ đi, nhanh lắm. Làm việc đi, có việc đi. Má mày nhờ tao mà như mày ông bà cứu nội gì tao vậy? Thì là mọi người em muốn ngay cái này lại bị ép nha mọi người. Đấm chết luôn á. Mới đổi người khác được, còn nhận vụ thế vậy. Không được, anh nhận to lắm. Anh nhận giống vậy không được đâu. Ảnh hơn em chắc cả cái đầu lớn lắm. Tao cũng cao mày nè. Cái gì anh cao mày, anh bị gì vậy? Anh đứng tới nách đây bà. Tới nách mày. Nhớ mẹ lý bồ coi à. Mày điên vừa thôi, mày nói quá nè. Coi anh Vĩnh là đứng tới lỗ mũi em. Mày đứng vô đây nghĩ sao hả? Mọi người nè. Phải thôi nha. Nhìn cũng cao tao mà. Rồi bây giờ là vô đúng không? Một hồi nó ra. Nó qua tới. Ừ. Rồi mày vô đây. Ừ. Rồi làm cái bóng trước. Làm cái bóng trước rồi sau đó. Sao? Ê sao mày không nghĩ tới cái cảnh là ví dụ nha, tao ví dụ nha. Chứ mình á. Mày cho tao thấy hơi ngu. Tao xin lỗi tao nói hơi nặng nhưng mà thấy hơi ngu, ví dụ đi. Mày làm cái đó. Rồi ví dụ theo bản năng của một thằng nào mà một số thứ đó lên rồi nó chịu nổi rồi nó nhảy vô nó ba người lấy nhau chứ liên quan gì em lấy gì vậy đó ví dụ chi mày đánh hơi đá rồi đó. Ok cái này làm gì, cái này để họ làm gì thì anh muốn làm gì anh làm, anh thông minh mà. Không, đoạn này tao nhận tao không đi lên sao. Ủa thì mày kêu tao nghĩ thì đúng suy nghĩ của tao thôi.